Còn bây giờ mời quý khán giả cùng cập nhật tình hình thời tiết với chị Hồng Quyên. Chào chị, không biết đồng này thì thời tiết khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ như thế nào? Liệu còn mưa giông mạnh như chiều ngày hôm qua không chị? Xin chào đầu tuần mới các anh chị cùng với quý vị khán giả. Chiều nay ở miền Tây Nam Bộ vẫn sẽ có mưa dông nhưng mà cường độ là khả năng không mạnh bằng chiều qua. Trong đó thì tại thành phố Cần Thơ, 2 tiếng đầu giờ chiều vào lúc 1 giờ cho tới 2 giờ chiều là khoảng thời gian mà khả năng xác suất mưa cao nhất từ 47 cho tới 51%. Còn từ bây giờ cho tới trưa thì chủ yếu là trời sẽ có nắng. Sau đó khoảng 4 giờ chiều thì trời mới có thể dứt mưa, chuyển tạnh ráo và chủ yếu là nhiều mây. Các nơi khác ở miền Tây Nam Bộ cũng sẽ có mưa dông trong chiều ngày hôm nay. Mưa trước tiên sẽ xuất hiện ở khu vực Cà Mau, Kiên Giang, sau đó sẽ lan rộng dần ra một số nơi khác. Có những nơi mà có lượng mưa to, tương ứng với màu xanh đậm như thế này là khoảng từ 25 cho tới 50mm. Trong cơn mưa đề phòng xảy ra những hiện tượng như lốc xét và gió giật mạnh. Trước khi mà trời chuyển mưa thì khu vực Tây Nam Bộ vẫn sẽ có nắng gián đoạn vào trưa ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất tại một số nơi như thành phố Cần Thơ, thành phố Vị Thanh, thành phố Sóc Trăng, Bạc Liêu hay là thành phố Cà Mau, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 31 cho tới 32 độ. Còn ở miền Đông Nam Bộ gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một hay là huyện Đồng Phú sẽ trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Vì mưa ít và muộn hơn sau 3 giờ chiều, cho nên thời gian nắng ở miền Đông Nam Bộ sẽ dài hơn so với ở miền Tây. Thành phố Phú Quốc là một trong ít nơi mà sẽ có mưa sớm ngay từ trưa ngày hôm nay và sẽ bất chợt cho tới chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ, trời có hơi nóng vào lúc nắng trên biển, thì bà con ngư dân cần phải lưu ý vùng biển từ khu vực Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và khu vực Côn Đảo. Tiếp tục sẽ có mưa dông. Trong cơn mưa, đề phòng xảy ra những hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa.